Vụ đông năm nay, tỉnh Lào Cai lên kế hoạch trồng 4.270 ha cây rau màu. Đến đây bà con đã trồng vượt diện tích, một số loại rau đã bắt đầu được thu hoạch. Toàn tỉnh đã trồng được 4.296 ha cây rau màu vụ đông, đạt 100,5% kế hoạch. Trong đó gần 3.000 ha là cây rau, còn lại là cây ngô, khoai lang và khoai tây. Hiện tại các loại rau dài ngày được trồng giải vụ như bắp cải, su hào, súp lơ, cà chua, đậu và cải đông dư phát triển khá tốt. Dự kiến thu hoạch vào cuối tháng 12, đầu tháng 1 tới, Diện tích rau ngắn ngày đã được thu hoạch với sản lượng đạt khoảng 3.500 tấn. Hiện bà con tiếp tục gieo trồng lứa mới. Ngành nông nghiệp và các địa phương đang vận động bà con đẩy mạnh khâu chăm sóc cây rau màu vụ đông, đồng thời thực hiện nghiêm túc các hợp đồng sản xuất và tiêu thụ rau màu giữa nông dân và doanh nghiệp.